nhiên nha, không có gì luôn. Cảm ơn Chúa. Buổi tối hôm nay chương trình chủ đề hiếu kính cha mẹ của người tin lành. Cho nên tôi có mời cô Vinh là một con cái của Chúa. Cô là người được cấp qua, cô thờ cúng ông bà cũng như thầy một tập tỷ rất là trung tính. Cho nên tôi tối hôm nay tôi muốn phỏng vấn cô vài câu hỏi và cô kể trong vòng 10 phút thời gian có ngắn gọn. Cho nên có 5 câu hỏi hơi dài nhưng mà quý vị sẽ là được nghe cái tâm tình của cô Vinh. Câu hỏi thứ nhất là đạo Phật của người Hoa trong việc thờ cúng ông bà ra sao? Dạ, thờ cúng ông bà người Hoa thì cúng rất là nhiều ông bà cùng lắm. Nhưng mà lúc đó cũng không biết là ông nào bà nào phù hộ cô luôn. Thì cúng cũng thôi, giờ để tiền thật mà đi mua giấy để mình đốt, mình cho thằng người. Tôi nghĩ lại sao hồi đó mình vui quá. Thay vì lấy đồng tiền đó mình đi giúp những người khó khăn hơn mình. Để cho còn có ý nghĩa hơn. Dạ, dạ. Cảm ơn cô. Câu hỏi thứ hai là người Hoa và người Việt hàng năm á, thì họ đi chùa cúng những ngày lễ vân vân và làm đám giỗ ra sao? Nếu mà người nghèo á, thì trong cái nghi lễ cúng giỗ họ có lo nổi không cô? Dạ, cúng giỗ thì hồi ba khi chết thì năm nào cũng phải làm, mẹ khi chết năm nào cũng phải làm, nghĩa là không có trước tốt được năm nào. Thiếu thì người ta nói là mình không có thương cha với mẹ, không thương cha với mẹ. Nhưng mà tôi cứ nghĩ là làm có đó là chỉ người sống mình ăn thôi, chứ chết rồi ăn được cái gì. Nếu mà người chết mà đội mồ lên ăn thì không ai dám làm. Như vậy thì thường thường nào là cô có thường đi chùa rồi mình cúng như thế nào? Dạ, xưa kia thì cũng đi chùa nhiều lắm, đi đủ cái chùa hết trơn. Nhưng mà sau mình nghĩ lại thì không có phước hạnh gì hết. Yêu cầu người ta thì 10 cái 100 lần chắc nhận được trên 1, 2 lần, 3 lần thôi. Nhưng mà không có, thấy không có phước hạnh gì hết. Thì mình về mình suy nghĩ lại, mình thấy thì mình cũng đi lạc đó là được. Như vậy thì trong cái hoàn cảnh nếu mà người khá thì mình cúng hay quay hay là còn nếu mình nghèo thì trong hoàn cảnh như vậy thì phải làm đám giỗ rồi phải mời bà con đến ăn rồi trong cái hoàn cảnh như vậy thì nếu mà người nghèo thì người ta có phải bắt phải cúng hay là phải làm đám giỗ hàng năm nếu mà gia đình có nhiều người chết thì làm sao? Trong hoàn cảnh đó thì có làm nói không? Dạ, thưa, nói về hoàn cảnh như vậy, trong gia đình tôi thì cũng có một người, đó là cậu tôi. Ở dưới quê đám giỗ thì không có tiền, phải đi ra tiền nóng. Khi đám giỗ xong rồi làm linh đình lắm, khi làm xong rồi không trả nổi. Thì họ đời thiếu rít luôn, rồi cậu tôi phải trở lên thành phố và đi tìm làm bà cài, bà trả. Như thành ảnh hưởng gia đình á, ăn chiếc chiếc một sao suốt bảy năm như vậy. Tại vì cái tiền lượng đám giỗ rồi lúa làm gia đình trả ta đổi mình thôi. Như vậy là cũng rất là khó khăn. Dạ, dạ, dạ. Đó, thì buổi câu hỏi thứ ba thì trong hoàn cảnh nào cô đến với Chúa Giêsu? Dạ, hoàn cảnh thì hồi trước kia thì tôi cũng xa bà, cùng lâm tà lam á. Nhưng có đứa em gái, hai đứa em gái tôi thì tin Chúa trước. Thì nó làm chứng lại cho con gái tôi tin, rồi xong con gái tôi cũng làm chứng lại cho tôi tin. Nhưng mà tôi tin một điều rằng là xưa khi tôi chưa có tin Chúa, tôi sẽ cả sợ chết. Khi tôi bệnh tôi rất sợ lắm, tôi phải có vợ và chồng cho tôi. Nhưng mà tôi tin rằng á, từ lúc mà tôi nghe là làm chứng lại cho tôi biết là tôi chết á. Từ khi nào mà tin Chúa là chết á, là có linh hồn tôi sẽ được vợ với Chúa. Rồi tôi không có sợ nữa. Vì có cái bệnh đau nhưng mà tôi rất luôn luôn kêu cầu Chúa, thì Chúa chữa lành cho mình. Dạ, dạ, cảm ơn Chúa. Khi cô tin Chúa rồi, câu hỏi thứ tư, cô tin Chúa rồi, cô có phải thoát khỏi cái tục lệ mê tín kia hay gì? Mình hiếu kính cha mẹ, còn sống, mình phụng dưỡng, mình giúp đỡ, rồi mình lo ăn nếu mà mình có cơ hội. Mình hiếu kính cha mẹ, mình nuôi nấng, mình chăm sóc. Như lời Chúa dạy ở điều răn thứ 5 thì hãy hiếu kính cha mẹ nuôi hầu cho người sống lo trên đất. Mà nhiều người thì họ không biết, họ đợi tới chết rồi họ mới làm đám giỗ. Thì cái đó là hiếu kính. Thì cái
cúng dỗ làm linh đình mà cha mẹ không ăn thì cô có cảm ơn Chúa khi mà cô thoát ra cái khổ. Dạ, hallelujah, cảm ơn Chúa tôi thoát khỏi cái nô lệ đó. Cô hàng năm tôi không cần phải cúng, và hàng tháng cũng không cần cúng, không có tốn tiền nữa. Tại vì đồ thì mua đồ ngon đưa lên tầm thờ thì trời cho nó cũng có thúi đem xuống. Cảm ơn Chúa. Câu hỏi cuối cùng này, cô cho biết một cái điều trong nhiều điều, một cái điều nhưng mà trong nhiều điều, Chúa Giêsu đã thay đổi gì trong cuộc đời của cô? Có nhiều điều lắm nhưng mà cô sẽ nói một ngắn ngắt một vài điều Chúa thay đổi cuộc đời khi cô tin Chúa. Là Chúa thay đổi điều gì trong cuộc đời? Dạ, hallelujah. Từ ngày mà tôi được tin Chúa thì Chúa ban phước cho gia đình tôi rất là nhiều. Hồi đầu tôi mới tin Chúa thì tôi cũng có nhiều sự ma quỷ bắt bớ tôi lắm. Nhưng mà tôi tin chắc là một điều đó, Chúa nó hãy đức tin ngươi cứu là sẽ đến cứu ngươi. Amen. Vậy là ngươi cứ theo mà cũng cứ theo tin Chúa đó. Theo cái ý tôi tin Chúa là mình cứ nghĩ rằng mình tin Chúa đi, Chúa luôn ở cùng mình và Chúa Thánh Linh luôn ở trong lòng mình và dỗ mình mọi điều và chắc mình đủ điều hết luôn. Tôi cảm ơn Chúa, hay là rồi nha. Dạ, mà trong cái lời cầu nguyện của cô khi cô tin Chúa rồi nhỏ thôi thì cô khi mà cô cầu nguyện thì Chúa có trả lời cho cô mặt cảnh nào? Dạ, tôi cảm ơn Chúa. Vậy tôi mọi điều mà tôi khó khăn, tôi cầu nguyện Chúa thì có cái gì Chúa đắp tôi lìa, đắp liền cho tôi, có cái gì Chúa phải chờ đợi. Thì mọi điều thì Chúa cũng ban cho, ban phước cho rất là nhiều. Tôi cảm tạ với Chúa nhiều. Dạ, cảm ơn cô. Xin Chúa ban phước cho cô.